Hello mọi người, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người hôm nay em Toàn có một sản phẩm rất là hot luôn mọi người ạ. Đấy, đây còn nguyên trong hộp đây. Là Bohemia này, là của tiệp nhá mọi người nhá. Hôm nay đây em trước này cũng là nguyên hộp luôn. Đây, em xin phép em để xuống để em cho nó ra các bác nhá. Đây, các bác nó vẫn còn nguyên hộp luôn. Một chiếc bình của tiệp nhá mọi người nhá. Đấy, đây là hộp của nó đây. Có một cái lót nỉ này. Em bỏ xuống. Hàng siêu VIP luôn các bạn. Một một em bình. Đấy. Em xin phép em đặt cái này xuống đã. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Em xin phép em đặt nó sát máy quay lại nhá. Ấy, các bác thấy chưa, một cái này gọi là một cái bình hay một cái ly đại các bác nhỉ? Em thì em cũng không biết được, nhưng mà cái này khả năng nó là cái bình size rất là lớn luôn, cái bình hay cái ly. Em thấy ở siêu thị là em mua về thôi, em cũng không biết cái này khả năng người ta gọi là cái ly đại rất mất rồi các bác ạ. Cái này là một cái ly đại rồi. Em thì thôi em cứ không biết nó gọi là ly hay là bình nữa. Nhưng mà em thấy là nó rất là đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn này, ở đây là nó đắp nổi khối lên nhá các bác nhá. Ở ngoài này nó vẽ vàng, ở trên này là nó có khảm vàng nổi hết lên nhá mọi người nhá. Đây à, các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Ở dưới chân, vàng từ dưới chân lên. Đấy, em quay sơ qua cho các bác xem cái họa tiết của nó. Toàn bộ là vẽ, ở cái chỗ này là toàn bộ vẽ vàng luôn. Rất là đẹp luôn các bác. Ở những cái hoa vằn vằn này là họ vẽ nổi khối hết lên, đắp nổi lên. Rất là đẹp, những cái bông hoa này thì cũng nổi lên nhá mọi người nhá. Đây này, đắp lồi lên. Quá là đẹp, từ dưới chân lên đến bên trên không có cái vết xước, chảy xước gì cả. Rất là đẹp luôn các bác. Đấy, các bác thấy chưa? Quá là phê luôn. Ở giữa cái nền này nó là màu xanh nhá mọi người nhá. Một em pha lê quá là đẹp luôn. Con này là pha lê của tiệp nhá mọi người nhá, hàng chuẩn tiệp luôn. Đây, em cho các bác xem bên mặt bên trong của nó này. Đấy, các bác thấy chưa, mặt bên trong rất là đẹp luôn. Tôi lấy cho anh cái đèn pin anh soi vào bên trong cho mọi người xem ấy. Đây, ở dưới đáy nó đây mọi người. Đấy. À, cái ôi dồi ôi, tí nữa nó em bê nó trượt các bác ạ, nó trồ xuống. Ồ, nó à không còn gì, nó bị một tí ở chỗ này không còn gì mọi người, nó chỉ bằng cái đầu tăm thôi, vì em vừa va nó vào cái đĩa kia, nó bị trượt một tí bằng đầu cái tăm ở đây rồi, nhưng mà không ảnh hưởng gì đâu các bác nhé. Em vừa nó bê lên nó trơn quá. Đây các bác. Đấy. Một xíu là tiếc quá. Nhẽn thì không có vấn đề gì, nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì lắm. Nên nó chỉ bằng cái đầu tăm thôi mọi người nhá. Đấy, họa tiết nổi hết lên này các bác này. Đấy. Vẽ vàng rất là đẹp luôn. Phê quá. Quá là đẹp luôn các bác. À, mời tất cả các bác. Các bác ơi, nó bị lỗi thế thì các bác đợi em một chút, là vì em vừa làm nó đổ. Vì là nó bị đổ nha các bác nhá, em lại có khuyến mại luôn. Nó không may nó bị thế, em có khuyến mại luôn để em dở. Đây còn nguyên trong hộp đây các bác.
nó vẫn là một em pha lê tiệp luôn, nhưng mà nó là một đôi ly uống rượu vang nhé mọi người nhé. Đấy, hôm nay nếu mà các bác nào mà chốt em này, em sẽ khuyến mại một cặp ly này mọi người này. Đấy, một cặp pha lê của tiệp, họa tiết cũng vẽ nổi khối hết lên đây các bác, vẽ vàng rất là đẹp luôn. Đây, mời các bác xem này. Đấy, rất là ok luôn. Để em đẩy cái này lùi xuống một tí. Đó, em định cái cặp ly này em định để chơi, nhưng mà không may là nó bị lỗi như thế thì là em khuyến mãi luôn các bác luôn. Các bác nếu mà chốt cái bình này em khuyến mãi cặp ly này luôn. Để em hạ nó xuống một tí mới soi được cái cặp ly. Đây nha các bác nhá, để em mang cái cặp ly này lên nhá. Đây, cặp ly của nó đây các bác này. Mời các bác xem cái ly của nó. Quá là chất luôn phải không các bác, này nó vẽ vàng này. Ấy, đắp vàng nổi khối lên luôn. Quá là chất luôn. Phê quá một cặp này. Rất là hiếm tìm luôn các bạn. Để tìm được một cặp ly như này rất là hiếm luôn này. Đây em xin phép em, bây giờ em sẽ đo kích thước của em đo kích thước của cái cặp ly trước không, để em đặt nó riêng ra nhé mọi người nhé. Chiều cao của cái cặp ly này là 18 nhé mọi người nhé. Chiều cao 18. Miệng là 5,5 này mọi người. Đấy, miệng 5,5, tình trạng lành tít nhé mọi người nhé. Để em đặt nó xuống đã. Đây, cả hai chiếc lành tít luôn. Để em đo chiều cao của cái bình. Chiều cao là 60 nhé mọi người nhé. Chiều cao 60. Miệng 19 nhé mọi người. Miệng 19. Vòng bụng của em này là 75 mọi người nhé. Vòng bụng 75. Rất là đẹp luôn. Đấy, quý anh chị nào mà ai mà ưng bộ set chiếc bình này thì quý anh chị cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668. Và cái cặp này vừa nãy là nó lành tít, nó không có vấn đề gì cả, nhưng em bị trồ này, trong lúc quay em bị trồ này, đầu nó chỉ bằng một cái tăm thôi. Đây, để em cho nó lên đây, trong khi quay em bị trồ này, đầu nó một cái tăm này. Thì nếu mà các bác chốt thì em lại khuyến mại cặp ly này. Đấy, khuyến mại cho các bác cặp ly này, cùng là pha lê của tiệp luôn. Rất là đẹp luôn. Thôi em Toàn xin phép kết thúc video đây mọi người. Em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá.